giống như thú làm xiếc á, nó y chang cái đa bắn băng công an ngoài cũng vậy nữa, nó giống như thú làm xiếc á, kể nhảy lên con, nhảy bốn chân lên cũng như đúng không, lên đang dây gian cục nhét vô mỏ một cái chắc vui vui quá, ê quay một vòng là quay một vòng, tức là giống như con thú làm xiếc á, ví dụ như con khỉ đạp xe đạp vòng đạp quay lại cái móc ra cho cục vô miệng cái cái rồi đi ra làm trò tiếp, nó y chang như vậy đó, nó giống như gánh chiếc thú á, thấy voi thấy cọp thấy hổ thấy báo vậy đó, nhưng mà mấy con voi mấy con cọp mấy con hổ con báo mà ở trong cái gánh chiếc đó nó không phải là ở bên châu Phi, nó không phải ở trong rừng xanh, mà con voi đó con voi được huấn luyện rồi bởi cái quy định của đảng rồi, ok đưa cái voi lên con đưa lên ở đưa cao đứng ngay chân lên đứng lên đầu đẻ ăn khúc mía nhét vô một cái móc ăn xong vô trong mày là tự động đi vô, con sư tử cũng vậy luôn, ở trong rừng gầm cứ vậy đó đi ra thấy cầm cây roi sợ đến mẹ luôn, ok đi leo lên trên cây leo lên cái vòng xuống bẻ cục nhét vô họng thì vô đảng là để chi, nó biến thành á, tức là từ cái con người tự do nó trở thành cái con người làm theo mệnh lệnh, tức là mày phải làm theo mệnh lệnh thì tao mới cho mày ăn, thì ăn ở đây nó là cái gì, nó là chức vụ, thì các bạn để ý thì y chang vậy đó, thành ra nhiều người không có biết, nhưng mà có nhiều con thú nó vẫn muốn cắm cái đầu vô, tại vì họ biến con người thành con thú được huấn luyện mà, nhiều con thú vẫn cắm đầu vô, tại vì sao, ở ngoài kiếm ăn vất vả quá tự do, nhưng mà kiếm hoài không ra, chui mẹ nó vô trong gặp xiếc đi, mỗi ngày có cơm ba bữa ăn, y chang chui vô gặp xiếc ngày có cơm ba bữa ăn, ok mặc dù sống trong lòng vậy nhưng mà tao vẫn có cái tự do của tao, thấy không, tao vẫn vô địch ở đây, tao vẫn vô địch, thấy không, mỗi ngày tao được khen thưởng, không mỗi ngày tao được cơm no cơm ấm áo, sau bao nhiêu năm cực khổ lê la từ nước này qua nước kia, biểu diễn từ làng này qua làng kia, chúng ta vẫn đạt được những thành tựu, được những cái giải thưởng về xiếc thú lớn nhất trên thế giới, thấy không, đó là công lao của các đồng chí, y chang vậy thôi, đúng không, mặc dù chúng ta thiếu phương tiện vậy, sư tử mặc dù ở trong lòng vậy chật chội, nhưng mà ở đây tao cảm thấy nó là quê hương của tao, mỗi ngày tao được hai gói mì, đúng không, hai cái đùi gà, chứ giờ tao đi ra ngoài rừng thấy vậy, xanh cỏ tươi cây tốt vậy, cây này cây kia lớn vậy, thảo nguyên mênh mông vậy, nhưng ngoài đó đói thấy vậy chứ vất vả lắm, cực lắm, không ở đâu bằng cái gặp xiếc của nhà mình hết, ở đây nè tối đi ngủ yên tâm, có cửa khóa mình cứ ở trong đó, sáng sớm dậy là có đồ ăn, thấy không, có người này kia, chứ ở bên nước ngoài ở ngoài thế giới bên ngoài làm gì được vậy, sương lạnh lẽo, còn ở trong này mình có mái che nè, không có người khóa cửa, biết là ai không, Đàm Vĩnh Hưng á, y chang luôn á, ở Việt Nam sướng hơn á, ở bên nước ngoài cực lắm, đúng, đi ra nước ngoài cài chết mẹ luôn á, một ngày cài nhổng đít lên á 8 tiếng đồng hồ, ok giống như tôi cũng vậy thôi, sáng lên cài ngày 7-8 tiếng, chiều về 4:30 tranh thủ lên livestream nữa, y chang vậy, nó cực lắm, nó khổ lắm, ở đây vậy, ở quê mình dù xa quê mình vẫn hơn, có muối có mắm ăn mắm, mặc dù thấy nó ngoài vậy đó, nó đi tung tăng ngoài bãi cỏ đồ này kia, nó đi tắm nó đi vui chơi leo trên núi chèo cây cây xanh chim chóc hót vậy, chứ nó cực lắm, cực như trâu á, cái gì mấy đó cực lắm, ở đây đi, ở đây sướng lắm, vô cái lồng này nè, mỗi ngày mày chỉ việc đâu đánh cái sức diễn, mày ra mày diễn mày nhảy tấn 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 lên là có đùi gà đút vô họng cho mày ăn nè, sư tử voi cọp gì đồ mới về hết, vụ hết, giống như cái bẫy chim cu vậy đó, biết không, thế đó đúng đúng, mình sống khỏe được bảo vệ được đủ thứ, mặc dù như vậy vẫn được cơm lo, với sự lãnh đạo tài tình của mấy ông chủ gặp xiếc á, chúng ta vẫn được áo ấm cơm lo, thành ra cứ về đây đi, thấy không, đâu phải đi bộ đâu, di chuyển từ chỗ này qua chỗ kia, ngồi lên cái lồng có hai bánh xe nó chở tới nơi thả xuống, ra diễn có đùi gà, còn mấy người kia đi bộ thấy mẹ luôn, cực lắm, cuộc đời là một gánh xiếc mà, thật sự nói như vậy, những cái người cứ khoái đi về gặp xiếc, ok khỉ phải không, ở trong rừng nó mày thấy nó dòm nó, ủa sao mấy con khỉ ở ngoài kia sướng quá vậy, tụi mày đu từ cây này qua cây kia không ai bắt nó, mày ngu quá, mày ra ngoài đó bệnh hoạn không ai cho mày uống thuốc đâu, đến giờ không ai cho mày ăn đâu, mày tự mày đi kiếm cây ăn mà bữa no bữa đói khổ lắm, mày ở đây đi, mày chỉ cần đến bữa mày đạp xe đạp, mày ra mày đạp xe đạp một bánh thôi, mày đứng một giờ mày nhúng về tới cái đút cho mày cục, mặc dù ít thiệt nhưng mà ngày nào cũng có ăn, chứ còn mày đi ra ngoài rừng ở ngoài đó mày sống khổ lắm, thành ra mấy con khỉ nó nói thôi đúng rồi, bây giờ mấy con khỉ có ở ngoài rừng chạy vô lâu lâu ghé xong sạch đấy, mày trốn ra ngoài này đi, mày ở với nó luôn, nó bắt mày làm hoài, nó thôi tao không đi đâu, đâu đi ra ngoài mày có gì đâu, tao đây nè, sáng ngủ dậy có người đem vô cho ăn nè, mấy con khỉ ở ngoài rừng á, nó mới nói ở ngoài này sướng lắm, mày không tin, đi từ chỗ này qua chỗ kia thảo nguyên đồ cây cối động bao la, mấy cái thằng khỉ mà ở trong lòng á, nó nói thôi, nhất là thường thường á, ở trong mấy cái lòng khỉ nó có mấy con khỉ trưởng lão nữa, thấy không, mấy con khỉ trưởng lão á, tụi bay không có biết, tao sống ở cái gặp xiếc này là 40 năm gặp xiếc rồi, không có nơi đâu bằng nơi này á, sáng thức dậy có người chăm lo đầy đủ, đến nỗi già như tao nó vẫn còn cho tao diễn, phải không, mỗi ngày tao vẫn có đồ ăn ăn, tụi bay không có biết, tụi bay đừng có nghe mấy cái thế lực tụi nó ở ngoài đó, tụi nó quan giả lắm, nó không có hiểu mình là những cái thằng văn minh hơn, phải không, nó thế giới này làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, y chang vậy đó, vì mấy thằng nó cũng bị nữa, rồi mấy thằng nhỏ nó cũng nghe luôn, quay qua tao sao tao 40 năm tao trong này tao không có kinh nghiệm hơn tụi bay sao được, thì cũng y chang như Việt Nam, tao nè 40 năm theo đảng nè, 40 năm tuổi đảng nè, y bon vậy đó. Đất nước mình mặc dù có những khó khăn có này có kia, nhưng mà dù sao quê nhà vẫn hơn mọi người, trưởng lão á, đúng, có mấy con khỉ trưởng lão á, tới nỗi con chuột á là cái con
Má nó là cái con mà nó chui ra chui vô dễ nhất á, mà nó không nỡ nó bỏ cái chỗ đó để nó đi, mặc dù bị ở tù chết mẹ luôn, nhưng mà ở đây vẫn có đồ ăn. Ở đi ra ngoài kia nó ủa sao kỳ á, bơ sữa con ăn không quen. Mặc dù ra ngoài kia mấy thằng chuột ở ngoài đường nó nói mày ra đây đi, đồ tao chỉ cho mày coi, đồ nguyên cái bãi rác kiểu nào cũng vậy, hamburger này ghi đầy đủ mày ăn, mày thấy tụi tao nào nấy mọc nút không? Nó nói không, tụi bay miếng chuột cống, tụi bay ăn mấy cái đó, tao trong này tao ăn này quen rồi. Mà thật sự mấy con chuột ngoài đường á nó đem vô cho ăn, ăn này không quen, y chang như mình, mình là tương trao mắm muối quen rồi, đại khái như vậy. Nó giống gặp xiếc từ cái người mà được đu dây, rồi cái người quản trò, đến cái ông giám đốc của cái gặp xiếc, rồi cái con voi được đem từ châu Phi về ra làm sao, rồi con voi được đẻ ở trong cái rạp hát nó nói cái gì, rồi cái đến con sư tử, rồi con cọp, rồi con khỉ, mỗi con nó có cái vai trò của nó, rồi nguyên cái đám khỉ đá banh nữa. Trước lúc bị bắt á, đến hồi công an bắt nó tịch thu mất tiêu á. Mỗi ngày mình ngồi mình chơi một chút vậy, Quy giết hoài, chứ Quy không phải là Quy ngồi mình không phải dân giết dân, nhưng mình ngồi mình khoái phim hoạt hình cartoon, mình mới ngồi mình suy nghĩ ra. Nó y chang như cái quy định 102 này đó. Mà hồi trước nữa mình ngồi mình suy nghĩ ra, ồ bây giờ mình nghe đọc hát, tự nhiên cái con voi là cái con mãnh thú ở ngoài, khi mà nó sống ở những cái quốc gia lớn đó, nó tung tăng, nó tại sao nó lại bị những cái con người này cầm roi quất một cái, đứng lên đứng hai chân làm xiếc, rồi lấy cái dòi uống dẻo xong rồi lại được đút cái mía đồng ngang ngoãn chắp đi vô, thấy không? Rồi đến hồi thằng khỉ cũng vậy, thằng khỉ dữ bằng khỉ đột, ông mày gô ghi là bự mảnh chúa gần xanh, hai cái nanh dài nè, khẹt, nhưng mà đi ra rồi cũng thấy cái cây nhá lên một cái cúp, kêu mày đứng lên là đứng, rồi kêu mày ẩm là ẩm, kêu mặc đồ là mặc đồ, kêu lấy cái xe đạp ra lấy, rồi đầu đạp vòng quay lại đưa cái mỏ lên đợi. Bắt đầu cái thằng cha quản trò mới cầm cái cục đồ ăn nó nhét vô cái họng, cái chắp cái thỏa mãn đã qua sướng quá, cái bỏ chạy vô trong đứng xếp hàng tiếp. Đến nỗi con chuột, đến nỗi con mèo, có một cái nó làm cái gánh xiếc mà y chang như cái bộ mặt của mấy dư luận viên với những cái người mà họ cố gắng họ nhào nặn ở trong cái trường học của Việt Nam mình, nó đào tạo ra những cái con đó. Chắc nhưng mà sau này nếu mà cái bản mà bản mới này nó sẽ có nhiều hơn nữa, từ cái chuyện mấy cái chuyện xảy ra ô nhiễm môi trường, rồi quy định nó bắt đầu ghẻ lở nổi ra ở trong những cái khu vực chuồng trại, rồi những cái con thú già, những con rau râm á, tức là nó không được dòm ngó tới, dục nó vô trong mấy cái góc đó, rồi nó lại sống bằng cái sự nuôi nấng. Mấy con khỉ già khi mà hết diễn nổi rồi, mấy con cọp già đối đầu đưa về mấy cái giường bích thú nằm đúng không, thì lại phải sống bằng cái nguồn thức ăn của những cái con khác, nó thương tình nó về nó mớm cho, rồi nằm đó là tự hào những ngày ta hùng dũng trên rạp, ánh đèn sân khấu rực rỡ cờ hoa, biết không? Như ngồi mơ tưởng cái đó mỗi lần nhắc tới, không ta đây 40 năm này kia, ánh đèn sân khấu rực rỡ cờ hoa ngày nay, đồ có chết đi cũng nhắm mắt, nhưng mà thật ra không phải. Ồ mình nó dày dò đến cái đám nhỏ, rồi mỗi ngày gặp con khỉ già. Mẹ tưởng đâu mấy chục năm mày giỏi lắm, mày rốt cuộc mày về mày cũng để tao đói bỏ mẹ luôn. Hồi đó tao kêu mày bỏ mày đi mày không chịu, cái song sắt nó mở bự như vậy nè, bẻ một cái chạy ra là sống bây giờ ngon luôn. Mày bây giờ mày già mày nằm ở đây chết, bây giờ mày đi ra ngoài kia mấy thằng kia nó cũng không có chấp nhận mày nữa, nó nói mày phản nó, thấy không? Nó nhiều lắm, hai con khỉ già ngồi nói chuyện với nhau, mấy mày không biết cái cảnh nó đau thương, nó tan thương dữ lắm. Tao kêu mày đi mày không chịu đi, rồi mày ở đó mày đòi theo nó, thấy không? Mày theo nó bây giờ mày thấy cái cảnh chưa, bây giờ mày già mày đi không nổi đó, mày giác cái thân mày trụ ụ vậy, rồi tao cũng bệnh hoạn ốm đau, mỗi ngày mày ngồi mày chờ những cái đồ bố thí của tụi nó. Thật sự như nó nhiều cái hoàn cảnh lắm, mỗi cái mảnh đời của con người nó nằm y chang ở trong cái gặp xiếc đó, cái gặp xiếc cái cuộc đời đó, nó xoay tròn, nó có cái dòng luân hồi đó,